Hello, hello mọi người nha chào mừng mọi người trở lại với kênh cá cảnh của mình thì uh, mình đang là tách trống mái cho bầy co rát nè mọi người mình đã vớt ra được năm con trống rồi uhm, thì cũng còn ít lắm còn chừng không biết là có tròn sót chắc chừng một hai con trong đây thôi sẵn đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người trong video này là cái cách tách trống mái cho cá bé màu hiệu quả mà an toàn lý do là Ờ, nhất là cái dòng mắt đỏ nè cô nè này nè mình nghĩ là không biết là các bạn có gặp hay gặp hay không nhưng mà cái tình trạng này mình đã từng gặp rồi tách trống máy là bệnh hả tách trống máy là bệnh thành ra là mình rất là sợ ban đầu mình rất là sợ trong cái việc là là tách trống máy cho những cái dòng co cứ hả tách trống máy là bệnh mà y như rằng là bệnh cá trống không cá máy thì nó ít bệnh hơn ít gãy hơn nhưng mà hay gãy cá trống lắm tại vì cái dòng này cái bộ cá trống của nó khá là yếu nó nhỏ nho nó nhỏ mà nó mỏng manh mà ớt còn yếu và nó ăn cũng rất là ít nó hay bị bệnh cá trống đó thì trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách tách an toàn và hiệu quả thì sau một quá trình mà mình nuôi cũng tương đối là lâu một tí ha ông dám nói gì uh, uh, già đời ta già đời trong nuôi ấy không mình chỉ nuôi trước các bạn không lâu đâu không lâu đâu nha mọi người thì mình rút ra được một kinh nghiệm à, tách trong máy cái máy màu thì mình cần những làm những gì để mà mình giúp cho đàn cá của mình nó không bị bệnh mà nó phát triển tốt nữa ha mắt đen tách thì khỏe lắm mắt đỏ tách hơi chua một tí nhưng mà trước tiên á cái việc trước tiên cần làm là các bạn cần phải chuẩn bị hồ cá để đựng cá chuẩn bị hồ để đựng cá trống hoặc cá máy trước đó vài ngày như mình đó thì mình sẽ mình có làm rồi nè mình có chuẩn bị hồ rồi nè nè hồ này mình đã chuẩn bị rất là lâu rồi trước đó cả tuần lễ mình ngâm thuốc tím mình rửa mình chà sạch rồi và mình vô nước trong đây mình trữ là cách đây là bốn năm ngày năm sáu ngày rồi nay nó lên rong lên ấy đồ các bạn thấy nước rất là trong nhưng mà bị đóng rong rồi nhưng mà cái rong này là không sao nha các bạn à, cái rong mà trong cái môi trường nuôi cá thì nó không sao không có nuôi cá thì nó không sao ha à, cái hồ này là chưa có thả cá luôn mà nó lên rong gì cũng tốt chứ không gì thì thả cá vài bữa thì mình hút cặn lại không sao hết ha à, bước tiếp theo thì sau khi chuẩn bị hồ bước tiếp theo để bạn cần phải xác định cái bầy các bạn cách trống máy cái hồ nào thì các bạn cần phải hút cặn hồ đó trước đi lý do là cặn nhiều quá các bạn vớt các bạn vợt đồ các kiểu lum la đó thì cặn nó sẽ quấy lên nó nhiều cho nên là mình xử lý sạch tí mình làm cho nó sạch tí đúng không giờ mình làm nó cũng khỏe nữa với con cá nó cũng không có nó có không có bị cái tình trạng mà vớt con cá nó chạy mất tiêu nữa đúng không đó đó làm cái hồ nó sạch tí sau đó thì mình sẽ tách thì tách không có nghĩa là mình sẽ vớt cái trống ra nhất định phải vớt cái trống hoặc là vớt cái máy ra gì hết mình chỉ cần nè xác định cái bài của mình trống nhiều hay máy nhiều lựa mấy cái lựa cái số lượng ít mà làm dạng như hả máy ít hơn trống thì vớt máy ra mà hạ trống ít hơn máy thì vớt máy ra đó, ờ, làm vậy nó mới nhanh mà nó cũng đỡ, nó cũng an toàn hơn nữa nha. Chứ không phải là trống nhất định phải vớt vớt trống ra. Không nhất định, vớt máy cũng được. Miễn sao mà hai bài nó cho nó sống riêng là được rồi. Cái bài đó nó trống sống riêng, máy sống riêng là được rồi. Ha. Thường thường thì mình sẽ lựa số lượng ít mà mình vớt. Nếu như mà trống nhiều thì mình sẽ vớt máy, còn hả nếu mà máy nhiều thì mình sẽ vớt trống. Đó, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba sau khi làm xong sau khi làm xong các bạn cần phải làm gì nữa à, các bạn chắc cũng đang suy nghĩ trong đầu là phải vô thuốc đồ các kiểu ngừa bệnh đồ các kiểu đúng không không cần thiết cái cần vô muối là được nha mọi người vô muối và nên nhớ là trước khi tách là không đừng có cho chưa có cho cá ăn gì hết nha tách xong rồi cho cá nó bình tĩnh lại rồi thì mình mới hả cho cá ăn thì cứ việc buổi sáng sớm nè chưa cho cá ăn gì hết tách đi như mình vậy nè đó cho cá cho cá ăn gì hết thì có việc là tách thoải mái một lát tới trưa về tới trưa cá nó bình tĩnh lại rồi thì cho ăn thì sau khi tách thì sẽ cho muối ha à, mình muối mình mua mình để trong nhà mình quên đem ra rồi muối <laughs> mua để trong nhà quên đem ra rồi một lát mình ra đem ra rồi mình cho muối cho các bạn xem luôn bây giờ thì mình tập trung vào mình tìm những cái con cá mà có khả năng lên trống để mà mình vớt ra thì cá tầm khoảng một tháng rưỡi là các bạn đã đối với hàng coi thì mình thấy nó lên trống cũng tương đối là chậm tí và cũng khó là phát hiện tí cho nên là các bạn có thể là lên ẩn ẩn như vậy lên bao nhiêu dớt bao nhiêu cũng được ẩn ẩn như vậy trước năm 10 con gì đó thấy là khoảng năm 10 con gì đó trong bầy á thì các bạn có việc vớt ra vớt ra từ từ thôi hả lên trống tiếp thì mình vớt ra tiếp tại vì cái dòng coi này những con trống này nó rất là hăng máy mình nói thật luôn các bạn nuôi các bạn tách trẻ chút xíu máy nó đẻ lùm la luôn mình bị hoài gì mình mà tách trễ chút xíu là máy nó đẻ lum la trong đó luôn trong nó dí á trống nó dí máy có bầu luôn nhỏ nhỏ vậy chứ mà dí máy có bầu hết trơn đó thành ra là cái bài coi này là nên thấy nhú lên con nào là đập con đó liền Để mình kiểm soát lại cái cái <laughs> chất lượng gen nha để mình kiểm soát lại cái nguồn gen của mình thì bài này thì có vẻ là máy nhiều rồi đó mấy con ốm 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 này có thể là lên trống nhưng mà để coi coi nó như thế nào chỉ được có chừng chục con trống rồi ta ha mấy con đẹp đẹp này thì ráng nuôi chơi vậy thôi chứ cô bộ cũng không không lên hình thù gì nó đẹp quá đó sau khi xong rồi cái mình cho muối sẵn đây thì mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người một cái nói về cái nuôi cá màu tại sao mà cái người ta nuôi cá màu mà thấy người ta sướng quá trời sao thấy người ta sướng quá trời mà sao mình nuôi cá với màu mà sao mình thấy cực quá trời mà cá của người ta cái người không có chăm sóc nhiều đó, nó lại không bệnh mà người chăm sóc nhiều đó, nó lại bệnh lý do vì sao à, sẵn đây mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người luôn các bạn chờ anh tí nha để dạo lại về này coi coi có con trống nào sót trong đây không mà mất công nó dí mấy máy bầu bì nữa rồi các bạn chào anh tí để mình lấy muối ra cái hả đây muối nè mọi người muối thường thường mình mua một chục lòng một lần như vậy là một chục ký và mình để trong nhà chứ mình không có đem ở ngoài để ở ngoài cá tại vì nhiều khi xịt nước rồi á hốt cặn rồi á nước nó tràn lên tới ướt muối hết muối thì kỹ nước đưa vô có nước là ướt nhẹt rồi à, em lại vào rồi. thì à, mình nói tiếp tục cái chuyện mà tại sao mà các bạn thấy có người người ta chăm cá mà rất là hồi hộp mà tại sao cá người ta vẫn sống khỏe khoay khoay mà tại sao mà có người mà chăm cá quá trời chăm tối ngày sáng đêm không có thể là 24 trên 24 luôn mà cá vẫn bệnh vẫn này kia kia nọ lý do vì sao À, cái này thường thường á các bạn thường hay nói là nghịch lý người thì bỏ giải không thèm chăm sóc nhưng mà nó khỏe mà mà người thì chăm sóc thì nó nó là không khỏe chất ra xuống hơi cực là do cái đầu tiên mọi người định hình ra được cái cái cách cái 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 cái, cái, cái set hồ của mọi người á sướng hơi cực là nằm chỗ đó đó định hình ra được cái mô hình nuôi cá cái phương thức set up hồ À cái người ta xuống là lý do là người ta set up hợp lý Người ta chăm sóc hợp lý Không cần tốn công gì nhiều Nhưng mà vẫn đạt hiệu quả Còn các bạn set up chưa có tốt à, Chăm sóc chưa có hợp lý Cho nên là các bạn không đạt hiệu quả cao trong cái việc mà chăm sóc cá đó, Tại sao mà có người mà nói ra thì Không phải là theo một cái khuôn mẫu mà set up nào hết trơn á các bạn chỉ dựa theo cái cách mà các bạn nghĩ ra cái cách mà các bạn có thể chăm sóc cá một cách thuận tiện nhất phù hợp với bạn nhất là các bạn thấy sướng các bạn làm theo tối ngày các bạn làm theo người ta ờ người ta làm vậy mình cũng phải làm vậy người ta làm vậy mình cũng phải làm vậy nhưng mà nó không phù hợp với lại cái khung thời gian của các bạn hoặc là không phù hợp với cái cách chăm sóc cá của các bạn thì các bạn lại đâm ra là cực và đạt hiệu quả không cao ha nếu mà các bạn nuôi bằng khai nhựa thì bắt buộc các bạn cần phải có làm một cái hệ thống còn gọi là in out cho nó khỏe một chút à, hút đáy rồi các kiểu á nếu mà nuôi khay trơn như vậy hút hút nó hơi cực tí ha và thêm cái nữa là đóng nè mọi người thấy không nuôi lâu ngày nó sẽ đóng như vậy hơi dở đó mình nói thật cái mô hình này của mình nè bạn thấy nó bị đóng rong ở dưới cái này là hơi dở mặc dù có thả ốc táo nhưng mà vẫn bị đóng đó lâu lâu mình phải xử lý hồ lại đó cực không các bạn thấy cực không tại vì mình set up hơi dở thành ra là mình sẽ phải cực trong cái khâu mà chăm sóc còn đây mình mình nói thật nè như uh, những cái bộ này những cái bài cá này của mình đó, thậm chí cái bài này mình vớt ra mình để đây nay, nay gần cả tuần rồi mình chưa có hồ để mình lên tụi nó mình đang chuẩn bị hồ kiến là mình lên đây như những cái bài này các bạn thấy ha, những bài này mình chăm sóc cực kỳ xuống luôn bốn năm ngày bốn tầm khoảng bốn ngày mình mới hút cặn một lần và mỗi ngày á mình sẽ xả tràn nó một lần thay nước tạo lưu động nước cho nó hoạt động tốt các bạn thấy nay nó bung nó là ngon lành đâu có cần gì gọi là phức tạp quá đâu đúng không các bạn chỉ cần sách up các bạn bỏ ra một chút xíu chất xám các bạn làm theo cái khả năng của các bạn dạng như là mình phù mình cảm thấy là mình phù hợp với cái kiểu chăm sóc nào ngày bỏ ra mấy tiếng hay là là như thế nào rồi mình sẽ chăm sóc cá theo cái gì Uh, tuần lễ mình có thể hút cặn được lần thì các bạn chọn những cái mô hình mà phù hợp với các bạn để một một tuần các bạn hút cặn một lần đó uh, hoặc ba ngày hút cặn một lần như cái 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 cách setup của mình đó là ba bốn ngày mình hút cặn một lần là kỹ đó mình nó thật bốn ngày mình hút cặn một lần là kỹ thậm chí là mình để cả tuần mình hút cặn cũng chả sao thật sự nhiều khi cả tuần mình mới hút cặn luôn cũng chả sao tại vì ngày nào mình cũng có có lượng lưu nước lưu lượng nước ra vào lưu lượng nước ra vào trong hồ hết thành ra là nó cũng con cá nó cũng rất là khỏe đó còn nếu mà xét theo cái kiểu mà nước tù như vậy thì cá nó rất là dễ bị bệnh nè thật sự chăm phải kỹ con cá nó mới không bệnh đó với lại cái quy cách của cái hồ của mọi người nữa các bạn nuôi mà cái mật độ dày á các bạn cực lắm mà cá bệnh hoài nếu mà bạn nuôi cái mật độ thưa á mình nó thật sướng như tiên luôn nếu mà bạn nuôi theo kiểu này đây qua đây mình chỉ cho bạn luôn nào mình thú thật mình nuôi cái bài này là mình sướng như tiên luôn thậm chí là một tuần hút cặn một lần luôn khay vậy có năm con <laughs> càng rộng càng đỡ công chăm sóc nha đó đó cũng là một cái bí quyết các bạn suy nghĩ thế nào càng rộng các bạn cứ đặt cái công thức cái công chăm sóc sẽ tỷ lệ nghịch với lại cái diện tích hồ cái hồ của bạn càng rộng thì các bạn sẽ đỡ công chăm sóc mật độ các bạn càng thua thì các bạn đỡ công hút cặn đó cá cũng ít bệnh nữa À, đó là cái cái bí quyết nha chứ không phải là nuôi con cá thấy à, bơi một bầy đông quá trời đông quá trời đã luôn mà sao người ta nuôi mà nó ít bệnh lý do là hồ người ta bự cá thì số lượng nhiều nhưng mà cái hồ rất là bự khi mà cho ăn nó gom lại thì bạn thấy đông vậy thôi chứ hồ người ta bự lắm trời bá luôn á các bạn vô các bạn bơi còn được á thiệt cho nên là, là 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 cái đó rất là quan trọng cái cái cách setup, cái mô hình setup của bạn, cái diện tích hồ, cái mật độ cá rất là quan trọng trong nó quyết định cái quá trình mà chăm sóc của bạn sướng hay cực là nằm ở chỗ đó. ha. Rồi, bật máy, Xàm xí với bạn chút xíu vậy thôi. À, mình cũng xong công việc rồi. Thì đây, để mình ghé qua mình thăm cái con này coi hôm bữa thấy bụng nó căng căng rồi nó cỡ ra mất tiêu rồi. Cá máy. À, chạy vô đây rồi cái trống này hoàng mái quá cái trống mái quá bạn đó có bộ là cũng có bầu rồi đó mà không biết là chừng nào đẻ thôi chưa đẻ bây giờ đâu bò bụng chưa căng lắm đó. mình thường hai thọt tay vô hồ mình vớt ba cái này nè ba cái này nó làm trong nước lắm nhưng mà nó cũng rất là dở cá mà nó chui vô á ở kẹt liền hai bị vướng trong này vợ hẹo lắm với lại nấm bệnh rồi cũng tấn công với lại con cá rồi nó nhiều khi nó ăn cái này lại nè cái chỗ mà sạch sạch nó không sao chứ cái chỗ mà dơ dơ là bị bị đi phân trắng liền mình đi hoài luôn à, cá máy này nó sợ cái trống quá trời rồi không đã đẻ rồi ta sao nay thấy bụng sẹp sẹp vậy chưa đâu chắc không hôm bữa ăn no nếu mà đẻ là mình phát hiện liền tại vì ngày mình ra thăm rất là nhiều lần thăm kỹ lắm để cho trong nó dí mấy ngày nữa đây rồi mình bắt riêng thôi bye bye chào biệt mọi người thì sẵn mình cũng có thông báo là mình uh, thanh lý cái bộ này nha năm trống và sáu máy thì 200 k năm trống sáu máy 200 k trong đó là có máy là lên tay nhú tay các kiểu lum la hết đó tặng thêm bằng một máy thôi thật chất ra bộ cá này giá trị hơn 200 k rất là nhiều nếu thích thì các bạn có việc uh, nhắn tin cho mình bye bye mọi người hẹp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha